Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình làm thịt thú rừng nha cả nhà. Đây là Bảo nè. Chào mọi người. Hồi sáng cái này thì mình gài cặp kiềng dính á. Gài bữa giờ cũng lâu lắm rồi. Mà bữa nay mới dính được. Này chồn nha cả nhà. Nói chung hồi sáng thì mình không có nhà. Thằng cháu nó đi thăm rồi nó vừa xong rồi nó mần ra rồi. Mình về thì nó còn vậy nè. Cái này là thịt thú rừng nha cả nhà, chứ không phải là chó mèo gì nha. Nè, nhìn là biết rồi. Này mình mần mình cắt ra sẵn trơn nè. Nè, cái đầu của nó rất là dài luôn nè. Nhìn nhìn là biết là không phải con mèo rồi nha cả nhà. Nè cái đuôi nè, đuôi này đâu phải đuôi mèo đâu. Này mình làm hai món nha, xào lăn với dưới nướng. Con này cũng hơi hơi bự à. Hồi sáng mà lúc mình chưa mần á là mình cân là cũng hơn 4 kg á, khá là to. Cái clip trước á mình có làm một cái video đó, mình đi thăm đó, thăm cặp kiềng á là dính được con chuột cống đó mà nó bị đứt còn cái chân đó, dính tìm biệp đó. Thì gài bữa giờ nói chung là cũng cỡ nửa tháng rồi mà chưa dính được, tới nay là mới dính nè. Sáng mình ra cái chỗ mà gài cái cặp kiềng á, trời ơi, nó quằn một dùng như là cái như cái mền nha, quằn banh chành chỗ đó trơn luôn. Tiếc là sáng mình không có nhà, nếu mà có nhà thì mình sẽ quay lại cho cả nhà xem là cái lúc mà bắt nó luôn. Nãy giờ mình chặt cái xong rồi nè. Cái này là mình chỉ làm một phần thôi nha cả nhà, chứ nguyên con nó nhiều lắm. Chừa lại ba cái chân. Nguyên con nó nhiều lắm, làm ăn không hết. Cái này hai miếng sườn nữa nè. Lát mình nướng nè. Còn cái này lòng với đầu rồi mình những cái đó, mình xắt ra đặng mình xào lăn. Này mình mới ướp xả vô à. Lát ướp thêm sa tế này kia vô nữa. Này măng mình cũng gọt sẵn rồi nè. Lát rồi mình xào lăn nè. Cái này thịt chồn này cả nhà, ăn rất là ngon nha cả nhà. Tại chồn này nó ở đây nó toàn ăn gà không à, ăn gà với vịt này kia đó. Ở đây gà nuôi nhiêu là nó vô nó ăn hết. Bởi vì thịt nó rất là ngon. Chứ không phải như là thịt chó, thịt mèo. Cái này là thịt thú rừng chứ không phải là thịt mèo nha cả nhà. Này cái đầu đó nè. Mình chẻ mình banh lên nè. Cái đầu con mèo nó tròn quay à. Còn cái này là cái đầu con chồn, bởi vì nó dài lắm. Mình nói để mất công, nhiều người không biết, nói là mình lấy thịt mèo mình quay lên mất công. Có à. Có đó. Thịt mèo nó cũng không đỏ được như vậy nữa. Nói chung là mấy cái con này lâu lâu mới bắt được lần chứ không phải có để ăn hoài, bởi vì mình làm công phu một chút xíu. Chứ nếu mà con mèo con chó này kia là thôi chiên làm gì là, chiên là được rồi chứ đâu cần làm công phu chứ, biết không? Với thịt mèo mình cũng không ăn nữa. Mèo ăn ghê lắm. Giờ mình ướp là lát mình nướng nướng hai cái sườn. Ra cho mau. Ủa cái này lâu không ta? Cũng không lâu thôi. Này mình thấy nó mềm mà. Con này thấy cũng tơ chứ không có. Bữa nay là Bảo làm đầu bếp nha cả nhà. Số nào không làm. Giờ đang bắt cái chảo lên nè, khử tỏi rồi đang cho nó thơm nè. Này là làm cho chín để ăn thôi chứ không có biết đúng quy cách như thế nào. Nói chung là mỗi người có cách làm cả nha. Mình nói chung cũng không không phải đầu bếp gì, bởi vì không có làm bài bản như của người ta. Kêu làm như đầu bếp là thua. Nói chung là làm ăn sao phải thấy ngon được. Nói chung nhìn thì rất ngon, con này chắc chắn là ngon rồi.
ớt thì đủ rồi đó. Thịt rừng không à? Trời ơi, con này nó ăn gà không chứ đâu phải. Nó ăn gà mà ngộ lắm nha, nó ăn gà mà nó bắt con gà xong á, rồi nó móc cái lồng nó ăn à, nó bỏ lại cái mình chứ nó không phải nó ăn nguyên con nữa. Ăn ông nội người ta không à. Gà của mình nuôi đó giờ nó ăn biết bao nhiêu mà nói. Tới nay là mới bắt được cái nè. Cái này là mới có nửa con nha cả nhà. Mình chừa lại hết ba cái đùi rồi. Tại nhiều quá, ăn không hết. Cái này mới có cái mình với đầu này kia không à, với đuôi này kia, với một cái chân. Rồi được nhiêu đây nè, chảo bành kia nè. Còn hai miếng sườn thì lát nữa mình nướng. Cái này xào trước, xác băng sao thôi. Coi này cả nhà ơi, cái này là mình xào với nước dừa nha cả nhà, cái này là nước dừa chứ không phải là nước lạnh nha. Nói chung là lâu 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 có một lần bây giờ chơi sang chút xíu, đúng ra người ta xào nước á, mình chơi nước dừa nè, một chảo khổng lồ cả nhà. Mình bảo đang sắc xả đang làm nước chấm nè. Cái này là mình xào chung với măng nha cả nhà, măng nãy giờ mình xắt sẵn rồi nè, xắt cọng bự bự gì để cho nó dễ ăn, nhìn ngon quá cả nhà ơi. Này là hai miếng sườn nè cả nhà. Cái con này cả nhà, cái xương của nó, cái xương sườn của nó nhỏ xíu, con này là đúng sườn non nè. Chứ không phải như là chó mèo cái cọng sườn bành kia. Cái con này phải nói là đúng chất là thịt nhiều luôn á. So với con chó con mèo là con chó mèo là chả xi nhê gì đâu. Này mình ướp với muối ngọc yến. Ướp cũng ít à, để cho nó hơi mặn mặn xíu à. Lát mình nướng. Bây giờ mình làm nước chấm nha cả nhà. Cái này xả nè, với tương xay, với ớt. Bây giờ mình bắt đầu nướng nha cả nhà. Lửa đốt nãy giờ cũng có than rồi nè. Coi này cả nhà, thịt nhìn mắt thèm không? Coi này cả nhà, nướng nãy giờ vàng khè luôn cả nhà. Cái con này là thịt rừng cho nên nó không có mỡ nha cả nhà. Mình nướng nãy giờ mà nó không có tươm mỡ này kia chứ. Còn gặp thịt chó, thịt mèo là nướng nãy giờ mỡ không rồi. Coi nè, thịt nó khô gan, không có mỡ luôn. Sắp ăn được rồi, đợi cho vàng xíu nữa thôi. Hai miếng sườn chín này nha cả nhà. Sẵn ở nhà có con cua với con cá lau kiến nè, mình bỏ ra mình nướng luôn nè. Thấy than quá trời luôn nè. Hai miếng sườn của mình chín này nha cả nhà, cái này cả nhà. Ồ nó ngon nè cả nhà ơi.
Giờ mình hớt ra cái. Hết biết nó ngon. Nóng quá. Tẩu cái càng nha. Cái này cả nhà. Này là ngon đúng chất thịt rừng nè. Phải nói là tuyệt vời. Nó không có mỡ. Nóng quá. Em mới vừa nướng xong. Bắt đầu nhập tiệc nha cả nhà. Nước nước chấm nè cả nhà. Vẫn là máy chết chứ mỉa không rồi nha cả nhà. Con này là sào lăng nè. Trời ơi bên này cả nhà ơi. Nhấp lên. Mày là nướng nè. Rồi, xong. Dập xong. Nhấp lên cho thấy cục thịt nó hấp dẫn. Thử miếng cảm nhận cái mùi vị của Bảo. Này là ăn ăn trước nè. Này là cho ông Bảo ưu tiên trước đi, cho cảm nhận cái mùi vị trước đi. Chưa có ai được ăn luôn. Thử trước. Ăn rồi. Mời mọi người nha. Không phải tự mình khen mình nấu ăn hay đó chứ. Ngon quá. Tuyệt vời ha. Tuyệt vời. Tại vì trước giờ đâu có ăn cái này đâu. Mới ăn con này lần đầu tiên luôn mọi người. Lần bỏ lại đi bỏ mu. Nó ngọt mà nó không có mỡ, không ngán. Để ăn một miếng măng. Ngon. Quá tuyệt vời. Rồi bắt đầu nhập tiệc nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Đây cả đây. Xin chào cả nhà nha. Giờ trời cũng hơi nóng quá cho nên xin phép ở trần nha cả nhà. Đây là ba mình nè. Ở đây khỏi giới thiệu. Đây là khỏi giới thiệu. Đây là chai mặt nè. Chai mặt. Giờ mình cảm nhận cái mùi vị cái nha cả nhà. Cái vị nhiều quá cho nên chai mặt. Đây nè cả nhà ơi. Với mình là cũng lần đầu tiên mình ăn cái con này nè. Cái thịt nó dai ngọt thấy không? Dạ. Con cái con này ít mỡ quá. Thì ít mỡ. Cho họ cảm nhận như thế nào vậy? Cái con này nướng thì nó ít mỡ nó không được ngon cho lắm. Tại vì nó ít mỡ. Nhưng mà ăn thì nó giòn. Nó dai ngọt. Vẫn có cái mùi vị rất ngon. Đây mời mọi người. Thịt này là phải uống với rượu nha cả nhà. Cái này mà nếu mà mình uống với bia thì nó mình ăn ăn cho nó không có ngon. Tại thịt này nó ngon lắm. Mời cả nhà nha. Không rùa dữ. Đó. Ha. Không mình đổi. Dài quá mày. Dài rừng. Mời cả nhà ăn miếng thịt sao lăng nha. Ngon lắm cả nhà ơi. Tuyệt vời luôn. Đây cây thử đâu dài đâu. Sao ngọt quá mày ơi. Thử của đầu bếp Bảo ơi. Hồi nãy con đâu bỏ đường nhiều đâu. Trời ngọt quá. Tại vì nước dừa. Nước dừa với cái thịt ngọt tự nhiên á. Bắt trời nó ngọt quá. Thì nó biết sợ nước lạnh mẹ này chứ. Này. Ngọt thấy khó. Ngọt ngay trời sao ngọt phải lấy sợ lạnh không mẹ. Con này ngọt ngay. Nằm miếng thôi, nằm bây giờ chục ly thôi. Đồ, đây ta. Nó sao trời không hạnh lên. Trộn rồi mẹ. Lấy á. Mới dùng dáng luôn á. Không thần ra thấy không, thật không rồi. Mình đi mà.
mấy người khác. Mấy người cơm nồi ông Điện đang ngủ. Nồi con này ngọt quá trời, ăn được quá. Đủ thật, nó ngọt quá trời ngay. Trời ơi. Trộn chứ phải mèo gì đâu không? Trộn, trời ơi. Cánh gà cô kỹ gì trời ơi. Còn sáng hỏi lần qua, đứng với Nam Trọng Ngọc á. Mà thấy mà đó thấy đâu có mở đâu. Không mở gì hết. À. Măng nó ngọt đó nè. Nướng không nướng nó cục cục rang không có mở nữa. Măng cũng ngọt đó nè. Măng ngọt chứ cái ấy nó ngọt bởi vì nó ngọt. Cái này. Còn để nửa giá được à. Nửa xíu à. Tại sao với măng nó ngọt sẵn mà. Măng là ngọt sẵn rồi. Rồi nước dừa nữa. Không nước dừa đó là nhất hả? Ngồi là coi nhớ là trời nước lạnh. Ngồi đi chút đi. Ngồi chơi thầy. Bụng đẹp quá. Bơ không? Hả? Ăn thử được không? Thử rồi đó chưa anh? Không nó ngon cậy à. Nó ngọt. Cậy ăn mèo không ăn. Nè trộn. Nè trộn hả? Trời mới sáng luôn á. Mới sáng á. Da coi dần dần. Nó có tháng trời với nó rồi. Còn có 40 mấy à? Không con mạnh kia luôn xin trường xíu à. Nó thật không ông ơi. Trời với mẹ tôi có quan không? Sao nó làm ngọt quá trời không ông ơi. Phải măng nó ngọt nữa, tại sao với măng nè. Cái này đúng ra không? Phải sợ cái khác hết ta. Ha. Măng ngọt quá trời, phải sáng luộc bỏ nước nha. Trời ngọt. Đây là nãy mình quên để nước nguyên. Không sợ nước dừa mình uống không ngọt nên mình không nấu nó sắc lại á, sắc lại nó ngọt. Đứa con vẫn mở mà không mở ngọt lắm. Vô cái nữa đi rồi. Thấy là không mở hết rồi. Mời cả nhà nha. Nhiều khắp à. Còn có nhiều cọp rồi. Im. Nó mở nhóc kêu không? Đây tôi ăn gì lấy. Kêu Thành lên xá xá thằng thờ cái cúng rồi lấy trái cây xuống. Nói cho thật khang là ăn được qua thì cái gì được chạy chạy được qua. Mời cả nhà nha. Mới thịt vịt trời tôi không ăn được. Cái này cái thịt nó ngọt sẵn á, với măng cũng ngọt nữa. Rồi với thêm mình làm bằng nước dừa nữa. Bởi vì nó hơi ngọt. Mà nói chung vẫn rất là ngon, tại thịt rừng mà. Thêm cái gì nữa không? Chao. Chao. Phải nó đúng thịt nhiều luôn. Ăn ngoài lên nhiều thôi. Trời ơi. Ăn được ăn đi. Cái chảo đó ăn tới 1 phút gì chưa hết. Ha. Cái này cả nhà. Ờ ông tự ăn cay được không? Để bỏ lúc đó bỏ luôn. Được, thoải mái vô. Tao có cái bỏ. Đó đó tạm á. Ít nghĩa. Hỏi nào cũng phải cay mới ăn được chứ. Cay nó ngon. Cay mới ngon chứ. Ăn cơm phải ớt không có ớt. Có cần được nổi không? Cháo mà tao phải. Nhất là cá mà bỏ canh nó ngọt. Đường không ngọt. Tại cháo nó mặn. Trời, bây giờ mình quay thêm một tí xíu nữa rồi video mình xin tạm dừng nha cả nhà. Nói chung là mình nếu mà mình quay hết buổi tiệc luôn thì nó cũng hơi dài. Giờ lúc đó nó sàm nhiều lắm á. Nói chung là quay càng lâu thì nó càng sàm các nhà cả nhà. Mà cả nhà nha. Uống ba nước nói vậy hồi dễ dàng. Không cái này nó đáng nó bị video mình xin kết thúc nha cả nhà. Chào cả nhà nha.